Bên trái của mình đây là một chiếc Model X, nhưng mà đây không phải là ô tô, đây là một chiếc máy tính ASUS Model X. Chính xác hơn, nó là một chiếc máy tính đồng bộ của Gigabyte. Thì trong đây chúng ta sẽ có một chiếc CPU i9-2900K này, một chiếc cảm hình 3080 này, 32GB DDR5 5200 này, ổ cứng 2TB NVMe 4.0. Ngoài ra chúng ta sẽ còn một cục nguồn 850W và một vỏ cây Gigabyte. Nếu mà anh em mua ngay bây giờ thì anh em sẽ nhận được đó chính là một Book of ASUS này, một áo khoác Gigabyte và một chiếc cốc ASUS anh em nhé. Nhưng mà với mức giá như vậy, với những phần quà như vậy, với những mức cấu hình như vậy, thì liệu rằng ai sẽ là đối tượng của bộ máy đồng bộ này, ai sẽ là người chọn mua một chiếc máy tính như thế này? Thì mình đã đi tìm rồi, mình tìm khắp nơi, mình tìm khắp chốn, mọi chỗ luôn. Và có vẻ như với một chiếc cảm hình cao cấp như này đúng không, thì đối tượng đầu tiên đó chính là gamer. Chào bạn, cho mình hỏi là sẽ có những tựa game nào bạn đang chơi nhỉ? À thì mình chơi những tựa game cơ bản như là CSGO, Apex này, hoặc là Liên Minh này, có thể là một chút tựa game nhẹ nhẹ khác nữa. Ờ, thế thì bạn có chơi những tựa game AAA không? À AAA thì chắc là có Elden Ring với cả gọi là một chút về Cyberpunk. À ok, thế thì bạn cảm nhận thế nào về cái bộ máy này nhỉ? Uầy, bộ máy này thực sự là mượt cực kỳ luôn đấy, mình hứa luôn. Ở nhà mình ấy, chơi Apex Legends ấy, ở nhà nhá, chắc chắn là chơi Full HD mà cũng chả đến được 144fps cơ. Thế mà ở đây nhá, ui dồi ôi, chơi mượt cực kỳ, mình để 2K chơi thoải mái luôn, không vấn đề gì cả, lúc nào cũng chạm mức 140 mấy, 160 mấy luôn mà. Những con số không hề nói dối, mình đã test tổng cộng là 7 tựa game với mức setting cao nhất. Những game nào có ray tracing mình bật hết tất cả lên luôn. FPS trung bình của Apex Legends là 163, Assassin's Creed Odyssey là 107, CSGO thì là 377 lần cơ, Cyberpunk thì là 83, Far Cry thì là 186, Gears 5 thì là 172, còn Shadow of the Tomb Raider thì là 181. Những con số này thực sự rất tất là ấn tượng. Thế ngoài gaming ra thì bạn có livestream hay là làm việc gì khác nhỉ? Ui, con máy này xịn quá, mình kiểu mình ở nhà mình live mất khoảng tầm 10-15% FPS đấy. Mà con này chả mất một đồng FPS nào luôn đấy. Tại sao thế? À, tại vì là Gigabyte đang sử dụng lại CPU i9 trong cái bộ máy này bạn ạ. i9-2900K với cấu trúc hybrid, cho nên là khi mà chơi game thì nó sẽ đẩn ra những nhân mạnh, còn livestream thì sẽ đẩn ra những nhân yếu. Ok. Và thế bạn có cảm thấy quan ngại gì mà khi mà lo ngại gì khi mua cái bộ máy như này không? Lo ngại thì lúc đầu mình cũng hơi lo lắng một chút, tại vì cái con máy bạn biết rồi đấy, là con máy đồng bộ mà, thì sợ là người ta sử dụng là đồ thừa này, đồ thải này, đồ chất lượng thấp này. Nhưng mà trong này thì toàn đồ xịn ạ. Trong này là gì, Z690 ASUS Master này, gaming OC 3080 này, tản 360 này, xịn cực kỳ luôn. Mà cái chính một cái thứ hai nữa ấy là cái sự nâng cấp, tại vì cái đồ này đều là đồ kiểu cơ bản ấy, mà kiểu ra shop phát là mua được luôn ấy. Thế nên là mình nghĩ là sau này mà mình muốn thay CPU, thay cảm, thay main các kiểu đều thoải mái hết, rất là đơn giản. Và cái thứ ba là giá tiền. Mình cứ nghĩ là mấy cái con máy đồng bộ này thì nó sẽ đắt hơn một chút so với cả mẫu lẻ, nhưng mà ôi dồi không, mình thử build bình thường ấy, con máy lẻ còn đắt hơn con này cơ, tại vì con này còn có cả cái cạc thân ở bâu à, có cả đắt vô cùng ấy. Dạ vâng, đó là ý kiến của một gamer. Thế liệu rằng với một chiếc CPU i9 này, chắc chắn là sẽ có một người khác cực kỳ là cảm thấy hứng thú luôn, đó chính là một editor. Hey, xin chào, xin chào, xin... Ô, lại là bạn à? Ô, tôi edit mà buồn cười nhỉ? Thế bạn edit gì nhỉ? Mình edit trong phần mềm Premiere với cả thêm hỗ trợ bởi gọi là After Effects và cả Photoshop nữa. Thế bạn edit ở độ phân giải bao nhiêu? Mình edit trên timeline 4K, cũng khá là mượt mà trên con máy này. Con máy này thì công nhận là con trong CPU là con gì nhỉ? Trong này là i9-2900K. Uầy, thằng nào mượt thế. Với cả nhưng mà mình cũng render bằng CUDA ấy, thế nên là cũng khá là nhanh chóng nữa. Thế ngoài edit ra thì bạn có làm những công việc gì khác không nhỉ? Ui dồi ôi, để tôi bảo bạn cho mà nghe. Tôi dạo này tôi mới đụng vào cái phần mềm 3D tên là Blender. Viewport cực kỳ là mượt mà luôn, 10GB RAM trên con 3080 này đúng là chuẩn xác. Đúng là con Model X này mượt thật. Mà mình render cũng nhanh ấy chứ, trên cái Blender ấy. Mình test thử là làm quả táo, làm quả các thứ kiểu đều mượt mà hết. Với một editor, cái trải nghiệm sử dụng và những cái thời gian render cũng vô cùng là quan trọng luôn. Mình đã test với những phần mềm cực kỳ là nổi trội hiện tại với đa số các editor và những người nào làm content creator. Với bộ tam phần mềm Adobe thì đều ra những con số cực kỳ là ấn tượng trên những phần mềm này ở trong Fujit Band. Còn với Blender thì điểm số của các cảnh cũng vô cùng là cao. Spec Viewport cũng nói lên được sức mạnh tiềm tàng của bộ máy Model X đến từ ASUS này. Và anh em chỉ cần nhìn điểm số video thôi là đã hiểu ngay câu chuyện mà Gigabyte muốn gửi tới anh em. Thế bạn có lo ngại gì khi mà mua bộ máy này không?
Thực ra thì khi mình mua bộ máy này mình cũng không cảm thấy quá lo ngại, bởi vì là khi mà mua một bộ máy đồng bộ như này thì tất cả những cái linh kiện, tất cả mọi gọi là CPU, RAM, Vega của nó đã đều được tương thích maximum rồi, tại vì nó cùng là một hãng mà. Tất nhiên hãng họ sẽ phải suy tính thế nào để cho nó chuẩn nhất, nó kết hợp nhất đâu. Tại vì cái sự ổn định của phần cứng và phần mềm là một thứ vô cùng là quan trọng với cả một gọi là làm người làm editor, một content creator như mình. Đấy, thế nên là một máy tính này cực kỳ là hợp lý luôn. Còn Model X này quá hợp lý. i9 3050 có thể là thứ khiến cho anh em cảm thấy mê hoặc, nhưng mà nhiều khi người ta mua chỉ vì hãng, chỉ vì branding, chỉ vì Gigabyte, chỉ vì ARUS. Vậy thế nên bộ máy này cực kỳ là phù hợp với một đối tượng nữa, đó chính là một fanboy. Hey hey. Úp lại thằng này. Thằng này làm cả ba đối tượng à? Người ta không được yêu thích Gigabyte à? Vẫn buồn cười nhỉ? Rồi rồi, thế nói xem, ông thích cái gì trên máy này? Ui, con này nhá, đầu tiên là vỏ cây này, đúng thực sự là đẹp luôn, hứa. Đây nhá, cái đằng trước có mặt kính này, có logo của ARUS này. Đó, và phía trên cũng đều có những cái mặt kính rất là đẹp này, rất là tinh tế nhá. Sẽ có những cái đường kiểu chữ đem rất đầy đủ những cái phong cách, phong thái của ARUS luôn. Và cái mặt kính này nhá, khi mà nó, anh em nhìn này, bạn nhỉ, nhìn cho nó đen không? Đấy, tại vì nhá, khi mà bật lên này, nó chỉ hiện đúng cái logo Gigabyte này, các thứ kiểu này. Nhìn trông đúng là huyền ảo luôn, thực sự rất là phù hợp với những người như mình. Đó, đây là điểm thứ hai. Còn điểm thứ ba ấy, là cái sự đồng bộ của phần mềm. Tất cả đều là Gigabyte, thế nên là mình chỉ cần dùng mỗi cái phần mềm RGB Fusion thôi, tức là mình chỉnh hết LED RGB của tất cả mọi thứ thôi, hợp lý vô cùng luôn. Thế ông mua máy tính này làm gì? À thì con máy tính này thì mình cũng chỉ chơi mấy con game nhẹ nhẹ thôi, Liên Minh Huyền Thoại, CS:GO thứ kiểu. Nhưng mà thực sự thì công nhận là đúng là hơi quá thật. Nhưng mà nếu mà để mà bỏ ra tầm 85 triệu đúng không? 86 triệu cho một con máy vừa khỏe, vừa xịn, vừa chố tể, dùng được 4-5 năm nữa mà lại còn là đồng bộ nữa. Ui dồi ôi, đúng là quá hợp lý cho fanboy. Mà lại còn được tặng quà chứ. Thế hậu chuẩn không? Chuẩn không? Quá chuẩn. Anh em thấy rồi đó, bộ máy tính Model X này đúng là một bộ máy tính cực kỳ là bá cháy. Tuy là một máy đồng bộ nhưng mà nó tiềm tàng rất là nhiều sức mạnh, rất là nhiều những hiệu năng, rất là nhiều những gọi là cơ hội để cho anh em có thể thực hiện được với một cái bộ máy tính đồng bộ như thế này. Mình sẽ để đường link dưới mô tả để anh em tham khảo nhé. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này hay và vô cùng hữu ích thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng thì xin chào anh em, hẹn gặp lại vào một video khác nhé.